Rớt mất. Đức mạng. Tín hiệu kỳ cục vậy ta. Bữa giờ bị hoài. Đâu có đâu, anh cắm dây trực tiếp vô modem mà. Anh đâu có cắm hơn kia đâu. Ừ. Thì mọi người vào lại nè. Đó tài. Không lẽ nó vào quá 1.300 người cái nó lát quá nó đứt ta. Tới ngàn mấy người đông quá nó lát nó bị đứt rồi. Rồi chưa? Thôi để mọi người vào lại hãy bắt đầu tiếp nha. Không biết lý do vì sao mà nó đang nói chuyện nó đứt mạng mà Hải đang nói cái tức là Hải bắt cái dây mạng trực tiếp từ ở trong cái modem vô thẳng máy tính luôn. Mình lấy nguồn như vậy là nguồn mạnh nhất rồi, tại wifi của Hải nhà xài cáp quang mạnh lắm. Hải đầu tư wifi rất là mạnh, thành ra cái việc đứt á là không hiểu lý do vì sao Facebook hay là phần mềm, tại vì Hải đang dùng phần mềm để Hải livestream. Ok, rồi bây giờ mình tiếp tục đi. Bạn nào mà phát hiện nó bị đứt đó, thì các bạn sẽ tìm lại cái mới này ha, để các bạn tham gia lại. Rồi, hồi nãy hãy nói về cái tới đâu rồi ta? Mình suy nghĩ á là để mà cuộc đời của mình mà khi mà đi làm công nhân hay là đi làm nhân viên mà có một cái căn hộ mà để chung ra chung vào mà khoảng 700 triệu á, thì nó phải một cái sự tích cóp, tích lũy, dành dụm, không ăn không uống, tiết kiệm mọi thứ, thì 10 năm mình mới có cơ hội để mình có được một căn nhà, đúng không ạ? Thành ra cái điều mà Hải muốn nói á, là căn nhà 600 triệu hay là 700 triệu đó của các bạn là cái căn nhà mà các bạn phải nhịn ăn nhịn uống, tích cóp, tiết kiệm mọi thứ, thì các bạn mới để dành được cái khoản tiền đó để các bạn mua. Như vậy ý hay muốn nói là cái nhà đó là các bạn mua bằng tiền các bạn, nhưng mà những cái người mà họ đến với lại cái công việc kinh doanh online này thì họ thấy được cái bức tranh công việc, họ thấy được cái mà Oriflame mang đến cho họ, thì ngay lập tức là họ nghỉ công việc của họ đang làm, họ tập trung vào cái Oriflame và họ quyết tâm để họ lấy cho bằng được cái nhà. Thì các bạn biết là trong cái tháng 8 này mình có tổng cộng là 3 người họ sẽ mở Diamond, tức là mở 6 chân tách. Người thứ nhất á là Nguyễn Hoàng Điệp Như, người thứ hai á là vợ chồng của Nguyễn Thị Thanh Thúy với lại Phạm Phong Phú là ở Bình Dương, người thứ ba đó là Nguyễn Thị Thủy là cũng sẽ mở 6 chân tách để chuẩn bị nhận nhà trị giá 1,4 tỷ từ Oriflame. Thành ra cái hãy muốn nói các bạn, cái chương trình nhận nhà này là cái chương trình có thật, tại vì có rất là nhiều người họ đã nhận được nhà rồi, và bản thân Hải cũng đã nhận được nhà miễn phí từ Oriflame rồi. Các bạn tìm lại cái clip ở trong cái video trên Facebook của Hải đó, các bạn vào đó các bạn tìm là các bạn sẽ thấy liền. Thì Hải đã được nhận nhà mà rất là nhiều người nhận nhà rồi. Trong cái năm 2017 này á, các bạn biết là có tổng cộng á là 25 người. Có 25 người là đã nhận nhà của Oriflame rồi ha, chuẩn bị nhận nhà của Oriflame rồi, khoảng 25 người. Thì có nghĩa rằng là Oriflame đã trao 25 căn nhà trị giá 1,4 tỷ cho 25 leader ở khắp mọi miền đất nước luôn ha. Thì những cái người mà họ đã nhìn thấy được cái cơ hội mà Oriflame mang lại thì họ tập trung vào, họ làm việc. Và đặc biệt là cái nhà đó các bạn được nhận hoàn toàn miễn phí, các bạn không phải tốn bất cứ một khoản tiền nào ra cả. Và cái hay của cái chương trình mà Oriflame đem lại an cư cho các bạn, cái chương trình này mang tên là an cư, đem lại cái chương trình an cư cho các bạn á, là các bạn không phải lo lắng gì hết. Các bạn thứ nhất là các bạn có 60 triệu để bỏ túi,
để các bạn có thể mua màn hay là mua quạt máy hay là mua cái gì đó, mua đồ thờ cúng hay là mua vật trang trí nhà cửa, thì Oriflame cho các bạn thêm 60 triệu nữa. Cái thứ hai là khi mà mua nhà các bạn không cần phải có một cái khoản tiền trước đó, có nghĩa là các bạn chỉ có 10.000 đồng trong túi thôi, các bạn Oriflame vẫn trao cho bạn căn nhà, tại vì mình hãy đang dùng từ là miễn phí mà, thành ra các bạn không cần phải có tiền trước đó nữa đó. Thì cái đó là cái chính sách mà các bạn làm với Oriflame. Thì cái tháng 8 này mình có 3 người mở 6 chương trách để chuẩn bị nhận nhà với Oriflame, tại vì 6 tháng sau là họ nhận được căn nhà của Oriflame rồi đó. Thì mình có 3 người, còn hồi nãy SM hãy nói rồi 250 người đúng không ạ? À, 120 người. À, đó là những cái chức danh mà trong cái tháng 8 này họ họ mở được. Thành ra các bạn biết rằng là khi mà các bạn đến Oriflame các bạn làm á, thì Hải đã nói trong những cái buổi khởi nghiệp, Hải chia sẻ hay dạy rất là nhiều. Hải nói á, tính Hải thứ nhất là tiểu tiết, tức là Hải rất là chi tiết mọi thứ cho các bạn. Cái thứ hai đó là tính Hải rất là kỹ, thành ra Hải làm gì Hải đều dặn các bạn trước hết ha. Thành ra khi mà các bạn chỉ cần làm theo là các bạn sẽ có kết quả thế thôi. Thì đầu tiên các bạn đặt đơn hàng 450.000, các bạn sẽ nhận được cái chai nước hoa với giá chỉ có 79.000. Khi mà các bạn đủ 200 BB tương đương với 3 triệu thì sang tháng sau các bạn sẽ được chọn một cái sản phẩm có giá trị 600.000 và các bạn trả chỉ có 99.000 đó. Rồi các bạn được lựa thêm một cái sản phẩm nào đó để được giảm thêm 60% nữa, đó là chương trình PC. Rồi khi các bạn làm việc theo mục tiêu và theo kế hoạch của cái người bảo trợ các bạn đặt ra thì các bạn sẽ nhận được tiền thưởng 2 triệu, 4 triệu, 6 triệu rồi 10 triệu từ Oriflame. Như vậy tổng cái tiền thưởng trong quá trình 4 tháng các bạn làm, các bạn được tổng cộng tiền thưởng là 22 triệu. Rồi sau đó các bạn được nhận tiếp một khoản tiền thưởng 20 triệu cho cái chức danh director của các bạn nữa. Là các bạn thấy là tiền thưởng các bạn đã lên đến 42 triệu rồi. Rồi khi mà các bạn đã biết cách để làm, các bạn nỗ lực các bạn làm việc, thì khi các bạn mở hai chương trách 6 tháng sau các bạn nhận danh hiệu Gold và cái tiền thưởng các bạn được nhận là 40 triệu kèm với một chiếc xe Airblade hoặc là Honda Lead hoàn toàn miễn phí. Đó là cái chương trình mà Oriflame hỗ trợ công cụ cho các bạn có cái, hỗ trợ phương tiện cho các bạn có phương tiện để đi làm, đó là xe gắn máy nếu các bạn mở được hai chương trách. Nhưng nếu mà các bạn mở được 6 chương trách thì các bạn sẽ có cơ hội để nhận nhà miễn phí trị giá 1,4 tỷ từ Oriflame. Thành ra đây là cái chính sách mà mọi người rất là thích và họ tham gia. Rồi cái lý do mà mọi người tham gia với công việc này, Hải sẽ nói cho các bạn biết cái lý do. Tại vì công việc này có ba cái lý do mà người ta tham gia. Thứ nhất là họ được học những cái buổi livestream này hoàn toàn miễn phí, không phải trả tiền. Ở đây Hải không có cái cơ chế là thu tiền của các bạn trong cái việc học, không có. Đó, mà cái tiêu chí của Hải á, khi mà làm việc với các bạn á, thì làm sao để mà thỏa mãn được nhu cầu của các bạn. Cái tiêu chí của Hải là giúp làm sao để thỏa mãn được nhu cầu của các bạn. Thành ra cái nhu cầu của các bạn là gì? Các bạn đến đây là đã tìm đúng nơi rồi. Cái thứ hai là công việc này các bạn không có phải bỏ vốn ra ha. Thành ra không có cần vốn rồi các bạn không phải lo rồi. Dĩ nhiên khi các bạn đặt hàng là phải trả tiền, đó là điều hiển nhiên, nhưng mà các bạn không cần phải bỏ vốn ra trước. Các bạn cũng không bị bắt đóng tiền thế chân, các bạn cũng không bị bắt mua hàng trước, hay là các bạn cũng không bị ép buộc về doanh số. Ở đây tuyệt đối là không. Và cái thứ ba là những cái người mà Hải nói á, là chỉ cần dành 1 đến 2 tiếng làm việc mỗi ngày, Hải cam kết các bạn khi mà các bạn nghiêm túc thì các bạn sẽ 3 tháng sau các bạn sẽ có thu nhập 10 triệu sau 3 tháng. Như vậy các bạn thấy là nếu mà tính đi tính lại trong cuộc sống của mình á, thì thu nhập 10 triệu á, là cái thu nhập nhỏ xíu à. Và trong đây á, cả 10.000 người họ có được thu nhập 10 triệu sau 3 tháng. Thành ra cái lượng người mà có thu nhập 10 triệu này bao la lắm. Thậm chí thu nhập 30 triệu là cũng cũng rất là bao la, nhiều nhiều không thể kể được á, tức là thu nhập là 30 triệu là nhiều không thể kể đó. Và khi mà các bạn đã nhìn thấy được cái kinh doanh online là một cái thị trường cực kỳ tốt mà các bạn có thể kiếm rất là nhiều tiền mà các bạn không phải vất vả, thì các bạn đã chọn công việc này là đúng đó, chứ không có sai. Thành ra hãy nói lúc đầu các bạn không cần phải nghi ngờ, không cần phải tìm hiểu và không cần phải dò xét, các bạn chỉ cần nghe và làm theo thôi. Thành ra cái lúc mà bạn suy nghĩ á, thì người khác
họ đã đưa ra quyết định. Cái lúc mà bạn đã đưa ra quyết định thì người khác họ đã thành công rồi. À, thành ra nhớ là đưa quyết định sớm là lý do giúp cho bạn thành công sớm hơn. Thì cái đó gọi là cái cơ hội. Như vậy thì cái phần thứ ba Hải đã chia sẻ các bạn về những cái lý do mà bạn chưa có phát triển á. Đó, thành ra bạn đừng có suy nghĩ nữa, đừng có bận tâm là phải tìm hiểu hay là này kia nọ. Cái lý do thứ tư là cái lý do rất là quan trọng, đó là cái tâm lý của các bạn. Cái tâm lý của các bạn khi mà các bạn làm công việc này nè, thường các bạn không có vững vàng, các bạn không có làm chủ được cái suy nghĩ của bản thân của mình đó. Và các bạn thường thường bị người khác làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của các bạn khi mà các bạn làm một công việc gì đó. Thành ra khi bạn bước vào cái môi trường này thì các bạn sẽ thấy rằng là trong cái môi trường này á có rất là nhiều người họ thành công, có rất nhiều người họ làm việc á, và họ làm việc rất là vui vẻ, rất là hòa đồng. Các bạn biết rằng là ở đây hãy có mấy trăm người, thậm chí 1.000 mấy trăm người họ đang follow, họ đang theo dõi đó. Thì trong 1.000 mấy trăm người đó là mình sống với nhau giống như là gia đình vậy đó. Mọi người mình vui vẻ lắm, lên trên ở dưới comment, tại vì cái live stream này thì có mình hãy nói, còn các bạn muốn nói gì các bạn phải để bên dưới comment, thì mọi người nói chuyện ở bên dưới comment tha hồ mà nói. Thành ra mọi người rất là vui vẻ đó. Thì khi mà các bạn làm việc công việc này thì những cái giá trị mà Oriflame đem đến cho các bạn nó rất là nhiều, nó nhiều hơn những gì các bạn nghĩ khi mà các bạn lựa chọn Oriflame. Thành ra các bạn đừng có bận tâm về những cái vấn đề mà Hải đã nói với các bạn như hồi nãy rồi đó. Hải đã nói rồi đó, các bạn đừng có bận tâm về những cái vấn đề mà người khác họ tác động vào trong suy nghĩ của các bạn, rồi có người thì nói thế này, có người thì nói thế kia. Các bạn nên nhớ rằng là thường á dư luận và những người xung quanh họ giúp cho các bạn, họ giúp tiếng hoặc là họ nói cho đã cái miệng. Chứ khi mà bạn đói ha, khi con bạn khát sữa, khi bạn túng quẫn, khi bạn thiếu tiền thì không ai giúp bạn trơn. Bạn cứ tin về điều đó đi đó. Thành ra những người nào mà họ khuyên bạn thế này, khuyên bạn thế nọ, nhưng mà cái chén cơm của bạn không có đó, họ có bỏ tiền ra để họ giúp cho bạn hay không, cái việc đó mới là cái quan trọng. Thành ra cuộc sống bạn muốn những gì mà trước đây bạn chưa bao giờ bạn có thì bạn phải làm những gì mà trước đây bạn chưa bao giờ bạn làm, thì các bạn mới có được điều mà các bạn muốn đó. Thành ra có rất là nhiều người inbox cho Hải, rồi cũng có rất là nhiều người họ nói với Hải đủ điều hết á. Các bạn biết là các bạn mới tham gia với Oriflame khoảng hơn tháng thôi, hoặc là 1 tháng đổ lại thôi, mà các bạn bị tác động nhiều người như vậy, bạn muốn nản, bạn muốn bỏ cuộc, thì các bạn thấy Hải 14 năm thì Hải bị nhiều đến mức độ nào? 14 năm nha, các bạn nghĩ Hải nhiều đến mức độ nào đó. Nhưng mà Hải nghĩ là cái cuộc sống này của Hải, Hải là người quyết định cho cuộc sống của Hải, chứ người kia họ không có quyết định cho cuộc sống của Hải về bất cứ một cái điều gì cả đó. Và khi mà Hải nhận định được công việc này là công việc mà Hải không có gặp rủi ro, Hải không không có bị thiệt, Hải không có bị lừa đảo, Hải không có bị dụ dỗ, ok, và Hải làm thế thôi. Thành ra các bạn không sợ gì hết á, tại vì đơn giản là công việc này các bạn ngồi tại nhà đó, không lẽ người ta chạy vô nhà người ta bắt bạn ra hay sao, đúng không ạ? Cái thứ hai, hãy suy nghĩ đi, nhiều khi mình có cái gì để người ta lừa đó. Rồi cái thứ ba đó, mình cứ suy nghĩ đi, là nếu mà người ta muốn lừa bạn đó, bạn nghĩ bạn có dễ để cho người ta lừa hay không, đúng không ạ? Cái người khờ nhất cũng cũng không có dễ dàng gì lừa họ đâu đó. Chỉ có những người mà tham á thì mới bị lừa thôi. Thì thường là tham là gì? Cái đầu tư tiền vô để nhận được cái khoản tiền lớn kết xù, thành ra đó là lý do bị lừa. Còn cái này á là các bạn không có đầu tư cái gì hết, các bạn chỉ tập trung, các bạn bán hàng, mỗi người chỉ cần bán 3 triệu thôi, không cần phải bán nhiều đó. Và các bạn làm theo những gì hãy hướng dẫn các bạn, ok, các bạn có thu nhập thế thôi đó. Thì cái hãy nói các bạn về cái thứ ba là cái yếu tố về tâm lý. Các bạn không nên để cho bất cứ một người nào đó họ tác động vào trong suy nghĩ của mình ha, để nó làm ảnh hưởng suy nghĩ của các bạn trong cái quá trình mà các bạn làm công việc này để các bạn kiếm tiền. Thành ra các bạn biết rằng là Hải đang không biết nói sao ta, Hải đang có hơn 10.000 người á, khoảng 20.000 người, Hải đang có hơn
10.000 người, tức là khoảng 20.000 người đổ lại, thì họ đang làm việc chung với Hải nè, và họ đang có thu nhập chung với Hải nè. Và những người đó là những người mà họ đã vượt qua những cái cám dỗ từ những cái người khác, những cái tác động từ những người khác. Các bạn đọc bên dưới comment các bạn biết liền à. Đó. Những người mà họ hiểu Oriflame rồi thì họ thấy rằng là Oriflame không có lừa gạt gì hết trơn á. Dĩ nhiên 99.000, có những người nói họ 99.000, cái 99.000 là cái phí để khởi tạo tài khoản, và các bạn biết là kinh doanh online thì mình phải có cái tài khoản để giao dịch, để thanh toán, để công ty chuyển lương mình phải có cái tài khoản đó, thì mình mở tài khoản 99.000 là lẽ đương nhiên rồi, cái đó đâu có gì mà bàn cãi tới. Ngoài cái 99.000 đó, các bạn không có bị cái khoản nào hết, ngoại trừ những cái khoản tiền mà mọi người gọi là tiền ngu á, đó là chọn sai kho, hay là lỡ đánh đơn hàng mà không lấy bị hủy đơn hay là gì đó, bị cái phí phạt 100.000 thôi, phạt lần cho biết. Rồi như vậy đó là cái lý do thứ ba. Lý do thứ tư hãy chia sẻ các bạn là cái suy nghĩ của mình ha. Rồi ý không phải, hồi nãy hãy nói gì quên mất tiêu rồi. Cái lý trí của mình á, đừng có để cho người ta tác động vào cái suy nghĩ của mình đó. Rồi cái lý do thứ năm là cái kiến thức. Bây giờ mình nói về cái kiến thức đây. Cái kiến thức á là nó rất là quan trọng. Các bạn không thể nào làm một cái việc gì đó mà các bạn không có kiến thức. Các bạn tưởng tượng, các bạn muốn chạy được cái chiếc xe đạp, tại vì cái cuộc đời của bạn khi lớn lên, mình chưa biết chạy xe mà, thành ra để tập được xe đạp các bạn biết là mình rất là vất vả. Mà các bạn muốn tập được xe đạp thì các bạn phải có cái kiến thức. Mà cái kiến thức ở đây hãy nói các bạn là gì? Cứ vấp ngã, cứ té ha, cứ trầy chân trầy tay thì tự khắc 3 ngày sau bạn biết chạy xe đó. Hãy đố các bạn lý do tại sao mà bạn biết chạy xe khi mà bạn đã té hay là bị trầy chân trầy tay. Đơn giản thôi, tại vì bạn bị té là do mình không có biết cách để mình giữ thăng bằng, thành ra khi bạn dựng cái xe đạp lên lại thì bây giờ bạn rút kinh nghiệm, cái bạn đã té, bạn đã bị trầy tay về chân, thì bạn còn tiếp tục để trầy tay về chân nữa không? Chắc chắn là không, đúng không? Ừ. Như vậy có nghĩa rằng là khi mà các bạn bắt đầu làm việc, các bạn bán hàng, các bạn bán hàng nó không có đơn hàng, khách hàng họ không mua, thì một lần các bạn bán mà người ta không mua thì không phải lỗi tại khách hàng mà lỗi tại vì bạn chưa biết cách bán. Mà chưa biết cách bán, hãy đố các bạn lỗi đó nó do đâu? Ai nói trúng? Lỗi nó do đâu nè? Cái lỗi đó là nó do chính bản thân mình đã không nghiêm túc học 60 phút hãy dạy về cách khởi nghiệp cho các bạn như thế nào. Các bạn đã không nghiêm túc học, thậm chí học không có ghi lại, học không hiểu, học không nhớ, thì khi không nhớ, không hiểu, không ghi lại, không học đủ đúng giờ, đủ 60 phút, thì làm sao các bạn biết cách để áp dụng để các bạn bắt đầu bán được đơn hàng, đúng không nè? Mà khi mà các bạn không biết cách, các bạn không áp dụng, các bạn không làm theo thì dĩ nhiên các bạn không có đơn hàng, điều đó là điều hiển nhiên. Nhưng mà cái bài 60 phút hãy dạy khởi nghiệp, giúp cho các bạn khởi nghiệp, nó là cái phần đầu thôi. Các bạn còn cần phải có những kiến thức về sản phẩm, kiến thức để xử lý tình huống khi mà khách hàng họ phàn nàn, khách hàng họ chê, hay là khách hàng họ nói thế này, khách hàng họ nói thế kia. Thành ra đó dễ lắm. Cái người nào á mà inbox cho Hải á, cái họ hỏi Hải là anh ơi, anh cho em hỏi, ủa 200 BB là gì vậy? Là Hải biết chắc là chưa học bài đào tạo một mới hỏi những cái câu như vậy đó. Tại vì trong bài đào tạo một là nó có đầy đủ hết cái kiến thức cơ bản đó, rồi những cái chương trình, rồi hãy định hướng về sản phẩm chủ lực đầy đủ hết trong cái bài đào tạo một. Còn cái người nào mà họ inbox cho Hải, họ nói là anh ơi, sao mà khách hàng họ chê cái sản phẩm của mình mắc, rồi mình phải trả lời làm sao hả anh đó, thì hãy biết chắc là các bạn chưa học bài đào tạo 2. Còn các bạn nào mà hỏi ủa anh cái gì 3% rồi cái gì 9%, rồi có người nói 15%, rồi có người nói 21%, rồi nói về chân tắc, họ nói gì em không hiểu gì hết trơn à đó, thì chắc với các bạn luôn là cái người đó chưa học bài đào tạo 3. Còn cái người nào á mà hỏi với Hải á, nó ủa anh tại sao mà khi mà làm công việc này mình phải hoàn thành cái 200 BB vào ngày 1 tây của tháng thì mới được, chứ còn hoàn thành sau cái ngày đó thì không được,
em không được chọn làm người tiềm năng là sao vậy? Thì nếu mà cái người nào hỏi Hải như vậy, Hải chắc chắn 100% luôn chưa có học thuộc cái quy trình tuần hoàn. Còn cái người nào mà hỏi Hải á, anh bây giờ á mình làm cách nào để mình dạy việc cho một người mới, để mình chỉ cho họ cách để họ làm online ha, rồi khi mà mình chỉ cho họ xong rồi mình làm cái gì, hay là cái chỉ như thế nào, anh có biết anh chỉ em với, thì chắc với các bạn luôn là họ chưa có nắm được cái quy trình 12 bước. Thành ra khi mà các bạn làm việc với Hải, Hải đã nói rồi, tuổi Giáp Dần thì Hải luôn luôn chi tiết tỉ mỉ và cẩn thận từng chút một để chuẩn bị tất cả mọi thứ cho các bạn. Có nghĩa là các bạn làm việc với Hải là Hải đã chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ rồi, nó giống như là dọn một bàn ăn lên đầy đủ thịt cá rau củ nước chấm này kia tất tần tật. Các bạn chỉ đơn giản là chỉ cần cầm đũa gắp cái món bạn muốn ăn để bạn ăn thôi. Các bạn thấy, nhưng mà có nhiều bạn á thì không có chịu học mà cứ tỏ ra là mình là người nguy hiểm. Tỏ ra là mình là người nguy hiểm là gì? À này em biết rồi, cái Oriflame này em biết rồi, em biết cách đây 5 năm, cách đây 7 năm. Mà biết mà đã làm chưa, làm mà đã được chưa, ha, làm rồi mà có thành công hay không, cái đó mới là cái quan trọng, chứ biết không phải là cái quan trọng. À, cái thứ hai nữa là có rất là nhiều người họ nói như vậy, trời ba mấy cái online này dễ ờm, chẳng hạn, ha, em là chuyên gia trong lĩnh vực online, hay là à bán online em bán rồi, nhưng mà bán rồi mà bán được chưa, thu nhập mỗi tháng được bao nhiêu từ cái online, cái đó mới là cái quan trọng đó. Rồi bạn hiểu như thế nào gọi là online thì cái đó mới là gọi là cái quan trọng. Mà nếu mà mình chưa hiểu thì cách tốt nhất là mình nên học đó. Thì ở đây Hải đã chuẩn bị đầy đủ hết quy trình cho các bạn nè, quy trình tuần hoàn cho các bạn nè. Cái quy trình tuần hoàn các bạn biết là nó rất là thông minh, nó dẫn các bạn đi trong một tháng đó, các bạn sẽ biết được là ngày nào các bạn làm gì làm gì làm gì, hãy chi tiết và cụ thể cho các bạn trong quy trình tuần hoàn luôn. Nhưng bây giờ sẽ có người inbox ở dưới nè, ở dưới comment họ sẽ hỏi nè, ủa anh ơi cho em hỏi lấy cái quy trình tuần hoàn đó ở đâu vậy? Vậy mới ghê chứ. À, thành ra nếu á mà các bạn muốn lấy về những cái quy trình đó, điều một hỏi người bảo trợ của mình, điều hai tìm kiếm trong cái group 21% trong cái mục album, album hình á, các bạn vô cái phần ảnh ha, các bạn chọn một album thì các bạn sẽ thấy. Rồi cái quy trình tuần hoàn nó dẫn cho bạn đi một cách đúng mực mà các bạn phát triển công việc của các bạn, thu nhập 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu, một chân tách, hai chân tách, ba chân tách, nó dễ ờm nếu mà các bạn thuộc về quy trình tuần hoàn và áp dụng triệt để cái quy trình tuần hoàn. Còn cái quy trình 12 bước á là nó sẽ định hướng cho các bạn rõ ràng là bạn cần bước 1 làm cái gì, bước 2 làm cái gì, bước thứ 3 làm cái gì, bước thứ 4 làm cái gì. Bạn cứ triệt để y chang cái quy trình 12 bước đó, các bạn sẽ vào đúng cái guồng để các bạn vận hành. Tại vì cái quy trình Hải làm việc là một cái quy trình khép kín mà nó cực kỳ thông minh. Đó. Thành ra cái nguyên tắc làm việc của Hải là xong việc 1 mới làm việc 2. Ở đây mình chỉ có hai việc thôi à. Việc thứ nhất là hoàn thành 200 BB. Các bạn xong 200 BB, các bạn sẽ bước vào cái việc thứ hai. Đó là Hải chỉ cho các bạn cách để tuyển dụng. Nhưng mà khi mà các bạn không hoàn thành xong 200 BB, các bạn sẽ không bao giờ mở được cánh cửa thứ hai để các bạn làm công việc thứ hai ha. Thì để có được cái thu nhập 10 triệu, các bạn phải hoàn thành xong cái 200 BB đối với các bạn mới. Thì các bạn tự khắc sẽ học được cái bí quyết của Hải chỉ cho các bạn thế thôi đó. Thì đơn giản là Hải nói các bạn cái kiến thức là cái rất rất là quan trọng mà các bạn cần phải nghiêm túc học. Có rất là nhiều người họ inbox cho Hải, họ nói rằng là anh ơi em thật sự ngu quá, 3 tháng trước em tìm hiểu về Oriflame mà em đã không chịu học, em đã không chịu nghe những cái buổi chia sẻ của anh, rồi em không chịu nghe lời bảo trợ của em, thành ra trong 3 tháng trời em làm không có kết quả gì hết trơn. Bây giờ em nhìn lại những cái người vào cùng đợt với em bây giờ họ có thu nhập mười mấy 20 triệu hết trơn rồi, em buồn quá, rồi bây giờ em mới bắt đầu em đi học. Thì hồi nãy hay có nói đó, khi bạn suy nghĩ người ta đã quyết định, khi bạn quyết định người ta đã thành công rồi đó. Thành ra nhớ là cứ học để các bạn có kiến thức. Rồi cái thứ sáu là cái mà các bạn nên nên nhớ nha, là luôn luôn nghe lời cái người bảo trợ của các bạn. Cái người bảo trợ của bạn là ai? Là cái người cho bạn thông tin, cái người dạy bạn công việc này, cái người theo sát bạn trong cái quá trình bạn làm Oriflame. Cái người đó bạn hãy hiểu đó là người bảo trợ của bạn, nhớ nha. Cái người nào mà trực tiếp cho thông tin bạn, hướng dẫn bạn,
từng chút một gọi điện cho bạn, inbox cho bạn, hay là những khi bạn muốn hỏi gì đó bạn inbox cho họ, thì cái người đó gọi là người bảo trợ cho bạn. Thì bạn cứ bám sát theo cái người bảo trợ, thì những cái người đó họ sẽ hỗ trợ cho các bạn trong cái quá trình các bạn làm việc. Và cái gì không biết các bạn cứ hỏi họ, cái gì không biết các bạn cứ hỏi trong cái group chat. Mỗi một trưởng nhóm họ đều có một cái group chat, và trong đó khi bạn hỏi sẽ có người họ trả lời, những trưởng nhóm các bạn họ sẽ trả lời. Còn đến khi nào mà cái gì cần lắm á, các bạn inbox cho Hải, chứ đừng có inbox cho Hải: ủa anh, bữa nay á, là ngày mai mấy giờ mở bán hàng vậy? Mấy cái này các bạn chỉ còn hỏi trưởng nhóm là được rồi, không cần thiết phải hỏi đến Hải. Nhưng mà có rất là nhiều người cứ inbox cho Hải hỏi những cái câu nó quá ư là đơn giản, theo lẽ cái những cái câu đó hỏi bảo trợ là được rồi, ok ha. Đó, thành ra cái điều thứ sáu, các bạn cứ cứ bám sát theo cái người bảo trợ của mình, họ dạy sao các bạn làm y chang giống như vậy là được. Vì sao? Vì những cái người đó họ đã được học rồi, họ đã được dạy rồi, và Hải đã trao cho họ cái bí quyết để họ có thu nhập 10 triệu rồi, và họ biết cái bí quyết đó họ chỉ là cho các bạn đơn giản thôi, và bạn chỉ cần làm theo là các bạn sẽ nhận lấy kết quả. Rồi cái thứ bảy là cái mục tiêu. Cái mục tiêu tháng đầu tiên của các bạn đó là các bạn phải nỗ lực hết sức mình để các bạn đạt được cái mục tiêu mà của cái người bảo trợ của bạn đề ra, đó là 9% ha. Để đạt được 9% như thế nào, các bạn vui lòng vào cái bài đào tạo 3, trong đó có công thức 9%, cứ nhìn y chang công thức đó, là làm theo y chang công thức đó là được, không cần phải khác công thức đó, nhớ là y chang công thức 9%. Thì tháng đầu tiên các bạn được 9%, thu nhập không nhiều đâu, thu nhập khoảng 400 mấy chục ngàn à đó. Rồi tháng thứ hai mục tiêu các bạn là 15% ha, thu nhập lúc đó các bạn cũng không nhiều đâu, khoảng 1 triệu mấy, 2 triệu à. Nhưng mà tháng thứ ba bạn lên 21%, thu nhập các bạn sẽ là 10 triệu mỗi tháng, và khi đó chân của bạn bên dưới nó sẽ tách, khi mà tách chân ra thu nhập bạn lên 15 20 triệu đó. Còn bạn tiếp tục bạn tách nữa thì chân của bạn sẽ thu nhập của bạn nó sẽ tăng nữa, khi mà chân các bạn tách càng nhiều, và bạn sẽ có cơ hội nhận xe rồi du lịch châu Âu, đi Pháp, sắp tới là đi Pháp nè, có rất là nhiều người đi Pháp đó, rồi đi Pháp nè, đi Đức, Ý, đi Mỹ, nói chung là nhiều nơi lắm, hoàn toàn miễn phí. Rồi các bạn được đi du lịch trong nước, các bạn được ở khách sạn 5 sao mà các bạn cũng không phải trả bất cứ đồng nào hết. Đó là cái chính sách mà Oriflame dành cho các bạn. Thành ra trong cái điều thứ bảy này, các bạn nhớ những gì Hải chia sẻ, hãy hướng dẫn các bạn, và các bạn nỗ lực hết sức mình, các bạn sẽ nhận được cái kết quả mà như các bạn mong muốn ha. Rồi bây giờ khi mà các bạn bước thứ bảy là các bạn đặt mục tiêu, làm mục tiêu là 9% nha, rồi sau đó là 15%, tháng tiếp theo là 15%, và tháng tiếp theo nữa là 21%. Các bạn nghiêm túc cho mục tiêu đó. Rồi những cái bạn nào mà có điều kiện á, thì các bạn nên lên công ty để các bạn làm việc đó. Ví dụ như là lên Oriflame Hồ Chí Minh, tại vì lên Oriflame Hồ Chí Minh các bạn sẽ có cái cơ hội được làm việc với Hải, được gặp Hải, được nghe Hải chia sẻ, được nghe Hải dạy việc, thì cái tỷ lệ các bạn nó thành công nó nhanh hơn. Thành ra các bạn khi mà bạn lên Oriflame, các bạn thấy là có rất là nhiều người họ lên Oriflame họ làm, và những cái người mà họ làm việc trên đó thì cái tỷ lệ họ thành công Hải thấy là rất là cao, cao hơn hẳn những cái người mà ngồi làm việc online mà ở nhà. Thì nó cũng không có khác gì nhiều đâu, các bạn làm online tại nhà, các bạn ở tỉnh nào, ở vùng sâu vùng xa, thì tối nào hay cũng online hay cũng live stream, các bạn chỉ cần có wifi là các bạn nghe được Hải dạy rồi, đúng không ạ? À? Đó. Rồi cái thứ tám, cái thứ bảy, rồi bây giờ mình tới cái thứ tám nghe nha. Cái bí quyết Hải chia sẻ các bạn ở cái thứ tám này rất là quan trọng. Các bạn muốn thành công, cứ nhớ mỗi ngày 21 giờ các bạn lên trên group này các bạn nghe. Thường á là thứ ba với thứ năm có rất là nhiều bài đào tạo hay cho các bạn. Đó, thành ra các bạn thấy một cái buổi livestream của Hải cả 1.000 người, thậm chí 1.300 người sau đứt mạng luôn à. Hải thấy lên 1.300 người xong rồi là đứt mạng. Đó. Thành ra các bạn nhớ là cái thứ tám, cứ thường xuyên lên nghe livestream, thường xuyên lên nghe Hải dạy việc là chắc chắn các bạn sẽ thành công và các bạn sẽ giỏi. Các bạn đừng có nghĩ hồi sáng á, có cái câu chuyện mà Điệp Như chia sẻ hay hay lắm. Có một cái bạn tuyến dưới của Điệp Như biết được là Nguyễn Hoàng Điệp Như tháng này sẽ mở Diamond đó, để nhận nhà 1,4 tỷ từ Oriflame. Cái thấy Điệp Như học cái bài khởi nghiệp,
cái bạn mới inbox hỏi Điệp Như là ủa sao mà em nghe nói là hình như tháng này chị mở Diamond để chị nhận nhà 1,4 tỷ mà sao chị lên cái buổi khởi nghiệp của anh Hải thì chị đó. Thì chị Như mới nói là chị lên để chị học em đó. Ủa cái này chị có học, cái này chị học làm gì, cái này là cái buổi dạy cho người mới chị ơi, chứ không có chị học làm gì mấy cái này, tại vì chị có nghĩa là chị đã mở được Diamond rồi, chị đâu có cần học mấy cái bài khởi nghiệp này làm gì. Cái chị Như mới nói là ủa đâu có em, nhờ chị học mỗi ngày đó, nhờ chị nghe mỗi ngày đó mà chị lên được Diamond đó. Vậy chứ chị hỏi em nè, em vào lâu chưa? Nó dạ em mới vào, em học cái buổi livestream của anh Hải chưa? Dạ em học rồi. Rồi em có đơn hàng được chưa? Dạ không chị, em bán không có, bán hàng mà bán không có được. Thì đó là cái lý do đó các bạn. Các bạn đừng nghĩ là mình học một buổi cái buổi livestream hãy khởi nghiệp là các bạn đã thấm nhuần, không phải đâu. Các bạn biết là bà xã Hải ổng xa đâu, bà là đang ngồi đây. Cứ 24 6 21 giờ là Hải online, Hải livestream, Hải nói chuyện. 14 năm nay cứ mỗi lần Hải nói chuyện bà ngồi ở đây bà nghe. 14 năm rồi, ai cứ nói chuyện là bà cứ ngồi bà nghe. Nhưng mà không bao giờ bà cái bằng sao ta? Không bao giờ bà xuất hiện trước ống kính đó. Mà mỗi lần bà xuất hiện trước ống kính hả, mọi người ao 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 vô lên tới 3.000 lượt view luôn. Nhưng mà hả, Hải mà Hải lên đó thì có khoảng 1.000 lượt view à, tức là 1.000 lượt người vô xem, mà bả lên cái là hả tới 3.000 lượt lượt người vô xem. Các bạn tưởng tượng đi, đó mà bả nói có 15 phút à, chứ bả nói không có nhiều đâu, nhiều khi bả nói có 5 phút à. Nhưng mà những gì bà xã Hải nói là cực kỳ hay và cực kỳ giá trị. Tại vì Hải Hải có được ngày hôm nay là nhờ bả dụ riết đó mà Hải có được ngày hôm nay. Thành ra cái Hải nói các bạn á là đừng bao giờ nghĩ rằng là cái bài khởi nghiệp của Hải các bạn học rồi các bạn không học lại. Những cái người mà họ thành công là họ nghe cái buổi livestream dạy về cách bán buôn online của Hải mỗi ngày luôn, mà mỗi ngày họ lại có một cái cảm xúc khác, mỗi ngày họ nghe họ lại thích. Thành ra ở dưới comment đó Hải đọc có nhiều bạn nói công nhận ông Hải này ông hay thiệt, mỗi lần ông dạy livestream là mỗi lần nghe mà có cảm xúc riêng biệt à, không có cái buổi nào mà giống cái buổi nào, mặc dù cái chủ đề nó vẫn giống nhau hết nhưng mà cái kiểu nói nó lại khác nhau, mà ảnh dẫn cái câu chuyện đi rất là hay, và mỗi lần em nghe là em lại thích, mỗi lần em nghe là em lại thích. Các bạn biết có những ông chồng á ghen với Hải luôn mới ghê chứ, có nghĩa là họ họ nói là mắc cái gì mà ngày nào em cũng lên nghe cái thằng này nó nói chuyện, anh đây em không nói chuyện mà cứ nghe cái thằng này nói chuyện. Thì bà đó mới cũng cũng đâu có vừa, mới quay qua phán một câu cái ông này ông nói chuyện ông chỉ tôi có 10 triệu còn tôi nói chuyện với ông á tôi không được cách nào, tôi còn tốn tiền nữa. Thế là ông tức quá cầm điện thoại đập bếp, bể bể không được, ngày mai đi ra mua trả góp cái điện thoại khác nè, đập nữa đi đó, đập bớt cái nữa đi ra mua cái nữa trả góp, quay về nè đập nữa đi hết dám đập. Vì sao? Vì á mà mỗi lần đập như vậy á là bắt đầu ông chồng bị mất đi khoản tiền, thành ra bây giờ đâu dám đập nữa đó. Thành ra hãy nói là những cái buổi mà Hải dạy online các bạn cứ lên nghe đi, các bạn cứ nghe tới nghe lui nghe hoài nghe mãi, chắc chắn một ngày các bạn sẽ trở thành người giỏi đơn giản thôi. Hay là nói cách khác là thí dụ như các bạn nghe cái bài tìm lại giấc mơ của Hồ Ngọc Hà, tại vì Hải thích Hồ Ngọc Hà, Hải thích cái bài tìm lại giấc mơ của bạn đó lắm đó. Thì lúc đầu Hải thích nghe nghe cái lời nó hay nhưng mà không có thuộc, nhưng mà hãy nghe đi nghe lại nghe tới nghe lui nghe hoài cái bài tìm lại giấc mơ là nghe riết từng chừng nào thuộc thôi à, mà hãy khi thuộc đó là đầu hát được đó, mà hát lúc đầu không hay, hát dở mà lúc đầu hát không hay, hát tới hát lui hát xuôi hát ngược hát riết rồi thế nào cũng hay, người ta nói hát hay không bằng hay hát đó. Thì cái ngày xưa Hải cũng vậy, Hải không nói được những cái buổi livestream này đó. Nhưng mà các bạn biết 14 năm rồi nói riết bây giờ hãy nói các bạn tới mai tới mốt nó 3 ngày cũng không hết ý nữa, hãy nói hoài được hoài à. Đó. Thành ra cái anh Nguyễn Đăng Khoa đó, hãy giao cho ảnh. Hãy giao cho ảnh cái dạy cái bài là quy trình tuần hoàn. Cái anh nói dạ, cái hỏi em chuẩn bị chưa? Nó dạ, chuẩn bị hết rồi. Thế là ngày đầu tiên ảnh lên ảnh dạy, ảnh nói đúng có 3 phút xong cái bài quy trình tuần hoàn. Cái ảnh nói anh ơi, em nói 3 phút là hết trơn cái quy trình tuần hoàn rồi mà sao mà anh nói hay vậy? Có nghĩa là bây giờ các bạn chỉ cần cho Hải một cái
một cái chủ đề nào đó thôi, hãy nói các bạn ngày mai cũng còn nữa đó. Thì cái đó là do cái kiến thức của mình á, 14 năm nay hãy cứ ngồi hãy nghe hãy học hãy học. Thành ra các bạn cứ nghĩ đi, càng phát triển càng thành công là người ta lại càng học nhiều hơn đó. Thành ra cái người nào mà không chịu học, không chịu theo dõi livestream, cứ nghĩ là mình học rồi thành ra mình không cần phải học lại, thì những cái người đó họ họ rất là chậm phát triển. Và đó là cái lý do mà bữa nay hãy dạy các bạn là tại sao mà bạn những cái lý do nào mà bạn chưa phát triển. Thành ra các bạn nhớ những cái lý do này để bạn rút kinh nghiệm ha, lên nghe livestream là cái lý do giúp cho bạn phát triển công việc này. Và cái phần cuối cùng hãy nói các bạn nghe, hãy biết rằng là có rất là nhiều bạn vẫn chưa nghe cái câu chuyện giết bò của Hải, thì ngày hôm nay Hải sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện giết bò. Các bạn cứ giữ máy nha, phần cuối là phần hay đó, cả nhà nhớ nha, phần cuối lúc nào cũng phần hay, các bạn đừng bỏ máy ở giai đoạn này. Thì có một cái câu chuyện giết bò mà chỉ những người nào được nghe cái câu chuyện này mới thấu hiểu được cái câu chuyện này, còn những người nào mà không nghe câu chuyện này họ cảm thấy rất là tức tối khi mà mọi người nói với nhau với cái cụm từ là giết bò ha. Thì hôm nay Hải sẽ chia sẻ các bạn mới chưa từng được nghe câu chuyện giết bò. Những bạn nào đã nghe rồi thì nghe lại thử coi coi Hải có nói có khác không nha. Trời, gì vậy? Rồi, câu chuyện giết bò bắt đầu nè. Ở trên núi á, có một cái vị đạo sĩ, ông ta kiến thức uyên thâm lắm. Và một hôm, ông muốn xuống một cái thung lũng ở bên dưới, ở bên núi, ở dưới núi á, có một cái thung lũng. Ông muốn xuống dưới đó coi có đời sống của người dân ở dưới đó ra sao và ông sẽ giúp đỡ cho những cái người dân ở dưới đó. Thì khi mà ông ta quyết định xuống núi á, ông ta mới kêu cậu học trò ra, nói con ơi, bây giờ con vô con chuẩn bị hành trang đi, sáng mai 4 giờ sáng ta với con xuống núi. Cái người học trò đó đầu vô chuẩn bị hành trang của thầy rồi của học trò luôn. 4 giờ sáng cái ngủ đi ngủ xong 4 giờ sáng cái hai thầy trò đi xuống núi. Thì hai thầy trò vừa xuống núi á, thì lúc đó là mặt trời cũng đã mọc rồi, cũng năm mấy 6 giờ rồi. Sau đó hai thầy trò mới bước vào một cái ngôi làng, thì hai thầy trò mới nhìn thấy cái ngôi làng nó nghèo sơ nghèo xác, mọi người khổ cực lắm. Không ai có miếng ăn mà không ai có được một cuộc sống gọi là tươm tất hết. Cái ông nói là ông phải giúp cái ngôi làng này đó. Thì cậu học trò mới hỏi cái người thầy á, là hỏi vị đạo sĩ á, là làm cách nào để mình giúp họ hả thầy. Thì thầy nói con cứ theo ta rồi xem ta làm rồi mà học hỏi. Thế là ông mới đi vô cái nhà. Thì trong cái nhà đó là cái nhà mà kêu bằng là giàu nhất trong cái ngôi làng đó, là có được một con bò, chỉ có đúng một con bò thôi. Nhà cửa thì cũng không có đâu ra đâu ha, nhà tranh vách lá mà chỉ đúng có một con bò thôi. Còn những đứa con của cái gia chủ đó thì không có quần áo để mặc nữa. Thì ông mới vô ông hỏi là cái lý do vì sao mà gia đình khổ cực thế này. Thì bắt đầu gia đình đó mới nói, gia đình tôi sống trong thung lũng này 3 đời rồi, mà trong 3 đời gia đình tôi vẫn khổ, không biết tại sao mà cái khổ nó cứ đeo đẳng cái gia đình tôi mãi như vậy. Gia đình tôi phấn đấu lắm á thì mới có được con bò đó. Thành ra đạo sĩ nhìn đi, trong ngôi làng này không có ai có bò hết á, có một mình gia đình tôi là có được một con bò. Thành ra đó là cái miếng cơm manh áo, đó là cái mà để gia đình của tôi có thể tồn tại và gia đình tôi có thể sống được với con bò đó. Thành ra nếu mà nó mà lỡ cái chết á thì gia đình tôi chắc chết quá cũng không biết sao hết. Thành ra chúng tôi phải giữ con bò này và đấu tranh để bảo vệ con bò này cho tới cùng luôn. Thế thì đạo sĩ nghe xong, đạo sĩ không nói gì hết, đợi đến tối. Thì đến tối khuya thì gia đình gia chủ đó họ đi ngủ hết rồi, cái ổng mới kêu cậu học trò dậy. Thì cậu học trò dậy cái mới đi theo thầy ra ngoài cái chuồng bò. Thì lúc đó đạo sĩ ổng mới rút ra cái con dao mà bén ngót à, ổng đâm một máng, đâm một cái nhát chí tử vô cái cổ của con bò. Thì con bò ngã gục xuống và con bò chết, con bò không có la được tiếng nào luôn, con bò chết. Cái ổng mới quay qua cậu học trò ổng nói,
chúng ta lên núi lại, tức là quay trở về núi lại. Thì con học trò rất là tức giận, cái mới quay qua hỏi thầy, cái nói bài học này thầy dạy cho con được điều gì, thầy nhẫn tâm, thầy dã man, thầy độc ác quá, con bò như vậy là một con vật rất là đáng yêu mà thầy đâm nó chết như thế này, thì liệu thầy có còn làm thầy của con nữa hay không? Thì vị đạo sĩ không nói gì hết, đạo sĩ mới quay qua hỏi cái cậu học trò, bây giờ con có lên núi hay là quyết định bỏ thầy? Thế là cậu học trò, dạ con sẽ lên núi đó, tại theo thầy bao nhiêu lâu rồi thành ra quyết định lên, nhưng mà lúc này là hết phục thầy rồi đó. Cái đi lịch đi lên núi với thầy, thì thầy đi đằng trước, cậu học trò đi đằng sau, mà cậu học trò cứ ấm ức mà tức tối vô cùng, mà không nói được thầy tí nào, mà thầy cứ lầm lũi đi, mà tinh thần thấy thoải mái lắm. Thì các bạn biết là 1 năm trôi qua, cái thầy cũng kêu cậu học trò đó nữa, con chuẩn bị hành trang, sáng mai chúng ta xuống núi sớm. Thế là cậu học trò cũng xuống núi, thì khi đi xuống núi cái đến cái ngôi làng đó, đến đúng cái ngôi nhà gia chủ đó nữa, thì các bạn biết rằng là cậu học trò này nhớ lại câu chuyện của 1 năm về trước. Thì cậu học trò mới tức tối rồi nhớ lại cái câu chuyện của 1 năm về trước là giận thầy, thì mới theo, nhưng mà coi coi sao, thì thầy mới bước vào cái ngôi nhà của gia chủ đó. Thì cái điều lạ xảy ra trước mắt của cậu học trò luôn, là cái ngôi nhà tền tàn rách nát đó bây giờ là ngôi nhà ngói khang trang. Rồi mấy đứa nhỏ 1 năm về trước nó không có quần áo để mặc, mà bây giờ nó có quần áo để nó mặc đó. Rồi nhà cửa bây giờ có ruộng vườn, rồi gà vịt bò heo, nói chung đầy đủ hết. Thì cái cậu học trò này mà thấy lạ, nó sao mới có 1 năm mà họ thay đổi kinh khủng gì ta đó. Thì cái đạo sĩ đó mới mới vào cái gặp gia chủ, mới hỏi lại câu đó là sau 1 năm tôi quay xuống mà tại sao không biết lý do gì mà cuộc sống của ông nó đã khá hơn 1 năm về trước vậy, ông có thể nói cho tôi biết lý do tại sao không? Thì cái ông gia chủ mới nói với đạo sĩ, tôi còn nhớ 1 năm về trước khi ông vào nhà tôi tá túc đó, thì đêm đó ông bỏ đi và lúc nào tôi không hay, đến sáng hôm sau thì tôi được biết tin là con bò của tôi đã chết rồi, và gia đình tôi rất đau buồn, tại vì có con bò đó thành ra gia đình tôi mới sống, mà bây giờ con bò đó chết rồi, gia đình tôi rất là đau buồn và rất là hụt hẫng. Nhưng mà cái cuối cùng thì gia đình tôi quyết định là sẽ bắt đầu tính toán và suy nghĩ đây, thì gia đình tôi mới làm thịt con bò đó và đem ra chợ bán để lấy tiền. Thì khi làm thịt con bò, đem thịt bò ra chợ bán thì có được một ít tiền, và sau đó mua hạt giống lúa, các bạn mua lúa giống đó, mua hạt giống, mua mấy con vịt con, rồi mấy con gà, mua được một cặp heo con nữa đó. Và gia đình tôi bắt đầu nỗ lực để mà cứu sống bản thân, thành ra bắt đầu canh tác, rồi bắt đầu chăn gà, chăn vịt, rồi chăn heo, rồi gà đẻ ra gà, vịt đẻ ra vịt, rồi heo đẻ ra heo, chúng tôi lại bán đó, rồi tôi thu hoạch lúa và chúng tôi mua được một cặp bò. Sau đó rồi cái trồng trọt đồ này kia nữa, ruộng vườn mọi thứ, cái 1 năm sau đó thì gia đình tôi đã có được 4 con bò và 1 đàn vịt, 1 đàn gà, 1 đàn heo, rồi ruộng, rồi vườn đó. Rồi đặc biệt là gia đình tôi mới vừa xây được một ngôi nhà mới trong cái ngôi làng này đó. Thì cái đạo sĩ mới hỏi cái người gia chủ là vậy chứ trong làng những cái người kia thì sao? À, cái ông gia chủ nói, à họ họ đang còn vẫn còn họ đang vẫn còn nghèo, là lý do là họ họ chưa có cái quyết định để họ thay đổi cái cuộc sống của họ. Thành ra cái ông gia chủ ông mới ngỏ lời cảm ơn cái ông đạo sĩ, là cảm ơn ngài rất là nhiều. Lúc mà ngài chưa đến với gia đình của tôi đó, thì gia đình tôi cứ mãi giữ con bò này mà không bao giờ dám làm gì, tại vì sợ nó chết đó, mà sợ nó mất. Thành ra gia đình tôi giữ nó một cách rất là cẩn thận. Nhưng mà cảm ơn ngài là tại vì ngài đã giết con bò đó, và tôi đã có một cái suy nghĩ mới, có một cái hướng mới, và đó là lý do mà để gia đình tôi bắt đầu phát triển đó, cái canh tác đó. Và đến ngày hôm nay gia đình tôi đã có một cuộc sống mới hơn khi mà chúng tôi quyết định giết bò. Chứ nếu mà không may mà tôi không giết bò thì bây giờ chắc tôi, gia đình tôi cũng vẫn còn khổ lắm đây. Như vậy thì
cái câu chuyện mà giết bò các bạn đã biết rồi, nó giống như câu chuyện cuộc sống của mình vậy. Có tất cả chúng ta, có những người á nói là em yêu nghề, em yêu nghề nhà giáo, em yêu nghề y, ok các bạn yêu nghề đó là sự lựa chọn đó. Nhưng mà mình cần phải có tiền để mình sống đó. Thành ra có nhiều người á đi làm, có bạn Nguyễn Thị Ngọc Hương á, không biết Nguyễn Thị Ngọc Hương có nghe hãy chia sẻ ở đây không, bạn làm giáo viên ở Rạch Giá, bạn làm gần 20 năm rồi mà thu nhập của bạn có 4 triệu mấy rồi. Bạn Ami, không biết Ami có ở đây không, Ami vào làm giáo viên lương bạn có 1 triệu 7, tổng thu nhập của bạn một tháng á chưa vượt qua được 3 triệu rưỡi. Thì bạn vốn là học nghề nhà giáo, bạn rất là yêu nghề nhà giáo, nhưng mà cái nghề nó phải nuôi sống được bản thân và nuôi sống được gia đình của mình. Còn mà theo nghề mà nó không nuôi sống được bản thân, không nuôi sống được gia đình, không lẽ mình cứ chấp nhận cái kiểu sống nó hoài hay sao, đúng không nè? Đó, thành ra đó có rất là nhiều người có một công việc gì đó mặc dù lương không cao đó, khoảng 4 5 triệu, 5 6 triệu, 6 7 triệu, nhưng mà cứ khư khư giữ lấy cái công việc đó, sợ người ta đuổi việc của mình đó, sợ mất việc làm, sợ không có mất việc làm đó mình không kiếm được việc khác. Rồi khi mà đến với công việc này thấy mọi người kiếm tiền, mình cũng ham lắm, mình cũng muốn kiếm tiền giống họ lắm, nhưng mà lỡ bắt đầu sợ, lỡ mà là mình làm không được á, rồi cái hả việc bên đây cũng không xong mà việc bên kia cũng không xong, chắc gia đình của mình chết. Các bạn đừng có nghĩ như vậy, bởi vì cái quy tắc khi mà bạn qua sông, bạn cắt cầu rồi, bạn không còn con đường lui nữa, thì chỉ có một con đường duy nhất là con đường tiến. Thành ra lúc đó bạn bắt đầu quyết tâm, bạn bắt đầu mới tập trung vào việc học hỏi. Tại vì sao, nếu bạn không nỗ lực, bạn không học hỏi, bạn không quyết tâm thì bạn sẽ đói, con bạn sẽ đói và gia đình bạn sẽ không có tiền để xài. Nhưng nếu bạn có một quyết định mạnh mẽ, táo bạo, chắc chắn bạn sẽ có một cái hướng đi đúng và các bạn sẽ thay đổi được cuộc sống này. Đó. Các bạn biết là hãy có một câu chuyện, hãy có nhiều câu chuyện chứ không phải một câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên là câu chuyện của mèo con. Mèo con đi làm thu nhập cũng được 6 triệu, công nhân mà thu nhập cũng được 6 triệu. Khi bạn làm bên này mình lên 15% thu nhập 4 triệu mấy 5 triệu gì đó, bạn nghỉ ngang luôn, bạn không làm công nhân nữa. Câu chuyện thứ hai là câu chuyện của bạn hai vợ chồng Nguyễn Lê Nguyễn Huỳnh Anh với lại Nguyễn Đăng Khoa. Hai vợ chồng này làm bệnh viện hết nha các bạn. Đó. Mà các bạn biết là làm bệnh viện á là gia đình tự hào lắm. Gia đình rất tự hào khi mà hai vợ chồng này làm trong bệnh viện đó. Thành ra đi đâu mà cứ khoe là con tôi làm bệnh viện là tự hào lắm, hay là muốn vô bệnh viện đó mà muốn khám nhanh cứ tìm đến con tôi là nhanh nè, nó chẳng hạn như vậy. Nhưng mà đâu có biết rằng là hai bạn á, có một cuộc sống rất là vất vả. Tổng cộng hai 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 vợ chồng luôn nha, một tháng á chỉ sống gói ghém trong trong 8 triệu thôi. Mà hai vợ chồng làm á, hai lương hai vợ chồng cộng lại là 10 triệu mà sống gói ghém lắm là phải 8 triệu. Thì các bạn biết đi, sáng hai vợ chồng đi ăn sáng cho 20.000 một người ăn đi, hai người ăn là 40.000 ha. Trưa cũng ăn trưa đó, cho 20.000 đi, là một ngày thấy tiêu tốn hết 80.000 rồi, ăn sáng ăn trưa đó. Theo các bạn chiều mình có ăn chiều không? Có. Thì chiều ăn chiều cho 20.000 nữa đi, thì hai một người mà 60.000 ngày, hai vợ chồng 120.000 đó, thì 10 ngày là hết 1.200.000 rồi, là hết ngốn một tháng ngốn hết 3.600.000 rồi, đúng không ạ? Đó, rồi tiền nhà nữa, tiền nhà hết nhiêu rồi đó, tiền nhà thì khoảng hãy cho 1.500.000 đi, thường thường mà ở là 2 triệu đó, mà hãy cho 1.500.000 thôi thì 3.600.000, 4.600.000, 5.100.000 rồi. Đó, là chưa tính tiền xăng nhớt xe cộ này kia nha, chưa tính á thì á hết trơn rồi. Như vậy cái nhu cầu các bạn thấy, ngoài cái việc ăn uống đó là mặc định mỗi ngày, hai bạn đâu có lựa chọn nào khác đâu, muốn mua cái này cũng không được, muốn mua cái kia cũng không được, nhiều khi xe hư cũng đôi khi không có tiền để sửa, bạn sống rất là chật vật, sống rất là vất vả. Nhưng mà khi hai bạn là tìm hiểu công việc này, biết đến Oriflame, biết đến cái cơ hội, ngay lập tức Quỳnh Anh nghỉ việc ngay. Và các bạn biết là Quỳnh Anh chịu rất là nhiều cái tác động từ cái bệnh viện đó, họ nói là nếu mà làm không được thì em quay về đây nha, rồi có người thì mỉa mai nói là hả đi đi con rồi chết đói à, ở đây làm hả 7 triệu 6 triệu một tháng nhưng mà có miếng cơm để ăn.
Còn hả, đi vào bển mà lỡ có gì hả là chết đói cả đám, ngu ráng mà chịu đó. Nhưng mà rõ ràng là sau 1 năm Quỳnh Anh bây giờ thu nhập 70 mấy triệu một tháng rồi, đủ mấy giờ rồi, có 10 rưỡi rồi các bạn ơi Nghe qua thấp quá trời. đó. Bây giờ hai vợ chồng 70 mấy triệu một tháng rồi, sau đó ông chồng nữa là Nguyễn Đăng Khoa đó quyết định nghỉ luôn, nghỉ công việc bên bệnh viện Sài Gòn luôn, và tập trung bây giờ hai vợ chồng làm việc, và có rất là nhiều người họ giết bò và họ đã có một cuộc sống rất là tốt. Hãy biết nhiều lắm, nhiều câu chuyện lắm. Thành ra cái câu chuyện giết bò để cho các bạn suy nghĩ rằng là trong mỗi chúng ta có người á, thì nuôi một con bò, có người nuôi trong mình đến ba bốn con bò luôn. Tức khi mà các bạn còn quá nhiều nỗi sợ ở trong người thì cái tỷ lệ mà các bạn có được những thứ mà các bạn muốn gần như là không có, tại vì cái nỗi sợ của bạn nó lớn hơn cái mà các bạn mong muốn. Thành ra câu chuyện này để lại cho các bạn một cái đáng để các bạn suy nghĩ, để các bạn quyết định cho cái công việc của mình, cho cái tương lai của mình. Thì trước khi kết thúc á, hãy chia sẻ các bạn một câu chuyện này hay lắm. Câu chuyện nói về cây tre. Khi mà bạn gieo một cái giống tre xuống đất á, bạn chăm sóc rồi bạn tưới nước chu đáo cho cái cây đó mỗi ngày, và sau đó các bạn chờ đợi. Khi các bạn chờ đợi ha, 1 năm trôi qua, các bạn thấy là trăm hoa đua nở, giống tre của bạn nó vẫn nằm im mà nó không có động tĩnh gì hết, thì lúc này bạn sao? Dĩ nhiên bạn vẫn tiếp tục và chăm sóc nó và đợi thêm 1 năm nữa. Nhưng mà đến năm thứ hai bạn cũng không thấy gì hết, năm thứ ba bạn cũng không nhìn thấy gì hết, và đến năm thứ tư bạn cũng không thấy cái cây tre của bạn nó phát triển gì hết, nó cũng vẫn nằm ì ở đó. Thì lúc này bạn sẽ làm gì đây? 4 năm trời các bạn trồng cái giống tre mà nó không có kết quả gì hết. Nhưng mà các bạn hãy đợi thêm đi, 1 năm nữa thôi, các bạn sẽ thấy được cái điều mà cây tre nó mang lại, nó kinh khủng lắm cho các bạn nhìn thấy. Và vào năm thứ năm bạn sẽ thấy là cái măng bắt đầu nhú lên cây tre đó, các bạn để ý nha. Cây tre, nếu bạn nào mà ở quê các bạn biết cái điều này, ở năm thứ năm á thì cây tre bắt đầu nó nhú lên đó, và chỉ trong 6 tuần thôi, trong 6 tuần thôi nha, thì cây tre của bạn nó vụt cao lên 27 mét. 6 tuần là cây tre nó cao lên 27 mét. Như vậy thì cái điều này cho bạn thấy những cái bài học gì từ cái việc mà bạn trồng cây tre này. Bài học đầu tiên đó là sự nhẫn nại. Có rất là nhiều người họ không có mặt nhẫn nại, họ làm một cái việc gì đó và muốn có kết quả ngay tức thời. Thành ra khi mọi thứ mà không như mong đợi á, họ rất là dễ dàng từ bỏ các bạn. Người nào cũng vậy hết, rất là mong muốn để có cái kết quả ngay, nhưng mà cái kết quả ngay chắc chắn là nó không như mà gì mình mong đợi đâu. Thành ra các bạn phải biết kiên nhẫn, khi gieo một cái giống tre xuống đất là bạn phải không ngừng chăm sóc và lo cho nó. Nếu mà bạn không thấy kết quả, bạn ngừng chăm sóc thì 5 năm sau bạn sẽ không có thu hoạch gì cả. Nhưng mà nếu bạn không kiên nhẫn mà muốn có kết quả ngay, tưởng tượng xem hôm nay bạn gieo giống và muốn thu hoạch vào ngày hôm sau thì bạn sẽ thu hoạch được gì? Đó là chỉ như là những cái khúc tre ướt thôi, tại vì bạn ghim nó xuống dưới đất mà hôm nay bạn ghim là ngày mai bạn moi nó lên thì nó là khúc tre ướt thôi, chứ nó chẳng được gì hết trơn. Và có những lúc mà các bạn nỗ lực mà các bạn không thấy cái kết quả gì hết thì hãy biết rằng là các bạn sẽ cảm thấy chán nản. Nhưng mà những cái lúc như thế này á, là bạn nhớ rằng là bạn đang tiến bộ lên mỗi ngày rồi, tại vì bạn được học rất là nhiều kinh nghiệm, bạn bạn vấp ngã rất là nhiều thứ đó. Thành ra những cái kinh nghiệm đó, những cái vấp ngã đó nó sẽ giúp cho bạn cứng cáp hơn, nó sẽ giúp cho bạn có thêm động lực hơn, và nó sẽ giúp cho cái bản thân của bạn nó kiên trì hơn đó. Và chỉ vì bạn chưa nhận thấy cái điều đó, thành ra bạn cứ nhớ là cứ bền bỉ đi, đừng bao giờ bỏ cuộc hết ha. Bài học thứ hai đó là niềm tin. Hãy giữ vững cái niềm tin của bạn. Suy cho cùng, sự kiên nhẫn bền bỉ mà bạn có nó cũng đều cần có niềm tin để nuôi dưỡng nó. Khi mà không nhìn thấy tre mọc thì bạn sẽ rất dễ hoang mang và rất dễ mất niềm tin. Mất niềm tin nghĩa là bạn đã đi gần đến cái sự thất bại rồi. Thành ra niềm tin nó sẽ giúp cho bạn gạt qua cái nỗi sợ hãi, nghi ngờ, và khơi nguồn để bạn biến giấc mơ của bạn thành sự thật. Và bài học thứ ba đó là xây dựng cái gốc rễ vững chắc. Cái cuộc sống của mình á, các bạn không tạo được cái gốc rễ vững chắc á, thì khi về già các bạn sẽ rất là cô đơn và sẽ rơi vào cái tình trạng đó là túng thiếu. Các bạn cứ tính tin về điều đó đi.
Tại vì với cái khoản thu nhập mà các bạn làm một tháng 10 triệu đó, chi phí bao nhiêu và các bạn còn dư lại bao nhiêu. Hãy cho các bạn dư 5 triệu đi, làm 10 triệu dư 5 triệu đi, thì một năm các bạn dư được có 60 triệu à, đúng không nè? Một năm bạn dư được 60 triệu. Như vậy một đời người mình đó là 60 năm, trong đó 20 năm mình ăn học rồi, chỉ có 40 năm để mình làm việc thôi. Thì 60 triệu mà nhân lên cho 40 năm nó ra bao nhiêu, là 64. Các bạn một đời người các bạn tích cóp á, các bạn dư được 2 tỷ tư. Và các bạn cứ tưởng tượng 40 năm sau nữa 2 tỷ tư của bạn sẽ mua được cái gì, các bạn hình dung á. Thành ra thường á là những cái cảnh sống các bạn nhìn thấy những người về già họ rất là cực khổ, họ rất là cơ nhỡ và họ rất là khó khăn. Hồi sáng này hãy đọc được cái câu chuyện của mèo con có chia sẻ, đó là mèo con, mẹ của mèo con đi ra bên ngoài chợ, cái mấy cái bà ngoài chợ hỏi ủa bà làm gì mà bà có cái nhà to vậy, thì nói tôi không có làm gì hết trơn á, có một mình con gái tôi nó đi làm à. Cái mấy bà ở ngoài chợ mới hỏi ủa bà năm nay nhiêu rồi, thì bà mới nói là bà năm nay 42 đó. Thì nói, bà 42 tuổi mà bà ở nhà không làm gì hết mà con bà đã nuôi bà hả, sao bà sướng quá vậy. Tôi bây giờ tôi 60 tuổi mà tôi còn phải làm thấy cha thấy bà để tôi kiếm cái miếng ăn đây đó. Thì mẹ con cảm thấy tự hào về con của mình lắm, và bà không nói gì hết, bà về và kể câu chuyện đó lại cho mèo. Thế là mèo con mới post cái câu chuyện đó lên trên Facebook. Câu chuyện nó rất hay đó, đó là những cái câu chuyện nó rất là đời thường. Thành ra các bạn nhớ rằng là nếu mà ngày hôm nay các bạn còn sức khỏe mà các bạn không chú tâm để xây dựng cái gốc rễ của mình vững chắc, thì sau này cái cuộc đời của bạn nó sẽ rất là vất vả và nó sẽ rất là cơ cực. Và các bạn còn con của mình nữa đó. Rồi con của mình nếu mà mình vất vả thì con của mình nó sẽ ra sao, nó cũng sẽ giống mình luôn đó. Thành ra các bạn hãy hình dung cây tre mà vươn cao 27 mét trong vòng 6 tuần, làm sao điều đó có thể xảy ra được, vì nó đã dành đủ cái thời gian cần phải bỏ ra để cái phát triển cái gốc rễ của nó ở bên dưới đó. Thành ra muốn các bạn muốn có kết quả lớn thì các bạn phải đầu tư công sức đủ nhiều, phải nói là đầu tư công sức đủ nhiều nha. Không có gì vẻ vang bằng bạn gặt hái một cách nhẹ nhàng cả, chỉ có bạn mới biết được là bạn đang phát triển nó như thế nào. Thành ra hãy an nhiên đi trên con đường của bạn, đừng quay cuồng nhìn con đường của người khác, hối hả chạy theo thành quả bề nổi mà quên cái chất lượng cốt lõi ở bên trong. Trong khi bạn chưa có gì trong tay, người khác có thể đã đạt được nhiều thành tựu trước bạn rồi. Nhưng càng làm như thế, bạn lại càng cần phải trang bị cho bản thân thật vững vàng. Khi nội lực đủ mạnh, con đường thành công tự khắc sẽ hành động. Cây tre đã dành ra đến gần 5 năm chỉ để làm một việc duy nhất là cắm sâu cái bộ rễ của nó vào trong lòng đất. Vì vậy mà đến năm thứ 5 nó mới mọc nhanh như vậy. Con người cũng vậy, để thành công đầu tiên cần phải dành thời gian để xây dựng cái gốc rễ thật tốt, cắm thật sâu, thật chắc, thì cái việc phát triển là chuyện sớm muộn mà thôi. Thành ra ở đây hãy chúc cho tất cả các bạn làm công việc này, các bạn phải tập trung vào cái việc xây dựng đội nhóm của mình, phát triển đội nhóm của mình, và 5 năm sau các bạn sẽ thấy rằng là cái nguồn thu nhập, các bạn hãy cam kết với các bạn là 5 năm sau thu nhập của Quỳnh Anh sẽ là 1 tỷ. Các bạn tin thì rõ đi, Quỳnh Anh, Điệp Như, Mèo Con, Phạm Tiến Việt hay là Nguyễn Song Hương, Đỗ Đức Hội, còn nhiều người như vậy nữa đó. Hay là Nguyễn Thị Thanh Thúy rồi Phạm Phong Phú chẳng hạn, họ sẽ có những cái nguồn thu nhập đó, 5 năm nữa thu nhập của họ sẽ 1 tỷ mỗi tháng. Các bạn tin điều đó đi, và khi cái gốc rễ họ vững mạnh, mỗi tháng chảy vô cái thu nhập của họ 1 tỷ, thì các bạn có tưởng tượng được là một năm thu nhập của bọn họ là bao nhiêu, 12 tỷ đó. Và 40 năm cuộc đời của họ sẽ kiếm được là bao nhiêu, các bạn đã tính ra được cái thu nhập của họ rồi đó. Và rõ ràng Hải đây, Hải đã làm được thu nhập cũng 500 mấy chục triệu, 600 triệu một tháng rồi. Thành ra hôm nay Hải có vài lời chia sẻ các bạn nó hơi muộn, nhưng mà những cái câu chuyện mà Hải chia sẻ các bạn nó rất hay. Các bạn lên trên Facebook tường của Hải đó, các bạn coi trong cái phần ghi chú đó, nó có rất là nhiều bài viết mà Hải viết rất là hay, rất là thâm thúy, các bạn đọc để các bạn mở mang thêm kiến thức của mình ha. Những bạn nào mà làm quen với Hải đó thì các bạn nhớ là đừng có gửi kết bạn nha, các bạn cứ bấm vào vào cái phần theo dõi
Rồi sau đó các bạn chọn vào mục xem trước, các bạn bấm thực hiện để các bạn theo dõi bài viết của Hải. Khi nào mà các bạn lên 21% á, các bạn inbox cho Hải và cho Hải thấy cái kết quả, Hải sẽ gửi kết bạn với các bạn. Đó, và tức là Hải sẽ chủ động gửi kết bạn cho các bạn. Thành ra bây giờ thì các bạn nên chọn cái giải pháp là bấm vào mục theo dõi chứ đừng có gửi kết bạn, tại vì các bạn gửi kết bạn mấy ban quản trị của Facebook của Hải họ xóa trơn. Thành ra để kết nối với Hải để cập nhật những cái thông tin thì các bạn cứ bấm vào mục theo dõi trên Facebook của Hải là được, mà nhớ chọn xem trước nha. Rồi các bạn sẽ thấy những cái bài viết giá trị của Hải đăng lên trên Facebook. Ok, chào các bạn, hẹn gặp các bạn vào ngày mai lúc 9 giờ sáng ở tại công ty Oriflame Hồ Chí Minh. Nếu các bạn nào ở Hồ Chí Minh thì các bạn đến Hồ Chí Minh ha, để mà chúng ta chúc mừng sinh nhật Oriflame tròn 14 năm. Chào các bạn, hẹn các bạn vào ngày mai học livestream khởi nghiệp dạy về cách bán buôn online vào ngày mai. Xin chào.